Thế thì trên tinh thần ban văn bản trên thì Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành cái công văn một xin trao đổi với cao chí các anh chị phóng viên báo chí này. Một số cao chí để tặng các cơ quan ban ngành. Đó, cho nên là tôi rất là mong và rất là đang hợp đồng tại các trường mà tới trong công tác của nhà cán bộ quản lý trường học thực hiện công văn 17. Quý thầy cô giáo hiệu trưởng cũng làm theo đúng quy định của nhà trường nữa. Sau khi có cái thông báo này.